Clip này em báo giá cho các bác ba ba cặp loa hàng đầu của ba nước tư bản cực kỳ lớn của châu Âu. Đấy, các bác nhìn toàn cảnh này nhé, toàn cặp khủng thôi. Đấy, từ trái qua phải nhé. Cặp bên trái là cặp Ditton 662. Đấy, cặp này là của Anh. Đấy, Ditton 662. Nếu mà nói ở Việt Nam thì Ditton 66 thì về nhiều thì anh em biết nhiều. Thì Ditton 66 thì được anh em rất ưa chuộng bởi nó cái chất nhạc vàng của nó rất là hay. Thì Ditton 662 này thì chất âm của nó là đàn anh của Ditton 66. Đấy, nói vậy để anh em dễ gọi là có cái sự gọi là hình dung. Đấy, mà bởi vì sao? Bởi vì về Việt Nam thì bản thân dòng Ditton 662 này nó cũng ít, trên thế giới nó cũng ít. Đấy, do đó những anh em nào chơi, săn và sưu tầm được thì mới được sở hữu em này. Đấy, giá của em Ditton 662 này bây giờ nó rơi vào khoảng 48 triệu 500 nghìn. Đấy, 48 triệu 500 nghìn một cặp Ditton 662 của Anh, loa cực kỳ đẹp. Em sẽ quay chi tiết từng cặp một. Đấy, cặp ở giữa thì đó lại là một cặp loa của Mỹ, dòng DBX. Đấy, SFX. Dòng này thì các bác biết rồi, nó là một cái dòng mà sở hữu cực kỳ nhiều loa. Đấy, cực kỳ nhiều loa luôn. Loa này là loa của Mỹ, cao khoảng 1,1 m. Những cặp này đều là cặp rất là khủng. Đấy, cặp tiếp theo là cặp TA 160. Cặp này thì nó lại là một cặp loa của Đức. Đấy. Những cái dòng này thì nhìn chung chất âm và cách phối ghép nó cũng tương đối là dễ chịu. Do đó anh em chơi không phải lăn tăn nhiều về cái cách phối ghép. Đấy. Trong clip này thì để thời lượng nó vừa phải thì em sẽ test một đoạn nhạc với cái cặp Ditton 662 này cho các bác, để các bác nghe. Đấy. Đồng thời thì đo cho các bác nhìn chiều cao của em Ditton 662 này. Đây, 662, 1,1 m có dư nhá các bác nhá. Đó. 1,1 m có dư, bề ngang của em nó là khoảng 40. Đấy. Đấy nữa, chiều sâu khoảng tầm độ 30. Nó là sử dụng căng màu màu bao tải kiểu này, màu bạc kiểu này. Đây, Selection Ditton 662, cặp này rất là hiếm nhá anh em nhá. Bây giờ em sẽ bật cho các bác nghe thử một bài. Bài để các bác nghe, các bác đánh giá thử xem chất âm nó như nào. Thời gian thôi, mình không chung nữa, mãi bên này ta bên ngoài.
Đó, anh em vừa nghe em test với âm ly Marantz PM4. Đó, có hơn 10 triệu thôi. Chất âm của em này đánh rất là hay. Đặc biệt là tiếng bass của em này nó rất là mềm mại. Bởi cái gân cao su zin này vẫn còn mềm rất là đẹp. Đây, em quay một vòng cho các bác xem. 48 triệu 500 nghìn. Đấy, tầm tiền này thì tương đương với cặp PN99A của Nhật. Đấy, một cặp 99A của Nhật và một cặp Dayton 666. 662 xin lỗi các bác. Đấy, anh em có thể có những cái để mình xem, phân tích xem là kiểu dáng, là chất âm mình thích cái nào. Đấy, cặp này thì 48 triệu 600 này. Cặp này thì 70 triệu này. Đấy, cặp này của Đức, cặp này của Mỹ. Đấy, còn cặp này thì của Anh. Và đều rất là đẹp nhé. Về vân gỗ và thành quách em quay như thế này nó rất là nét chi tiết để anh em có thể ngắm nghía. Đấy, em sẽ làm dần dần, test dần dần chất âm của từng đôi. Đấy, để cho anh em từ xa anh em cũng có thể nghe và chốt được. Đấy, tất cả ba cặp này thì đều là những cặp rất là gồ ghề của hãng và tầm ngân sách thì cũng vừa phải. Đó, và nó cũng không có nhiều, nó cũng tương đối là hiếm. Anh em thích cặp nào thì chốt sớm. Đây, cặp này thì nó tận cặp này thì là nói với cấu hình trong ba đôi thì cặp này là khủng khiếp nhất, vì cấu hình của em nó tận 4 bát 25, 4 chung và 6 loa tép của một thùng nhá các bác nhá. Này, 4 bát 25 xung quanh luôn. Đó, và cặp loa đẹp xuất sắc. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Kính chúc các bác có sức khỏe tốt, công việc tốt.